chúng ta sinh ra đều có một cuộc đời khác nhau. Có những lần ta nhận được, có những lần ta cho đi, trải qua đủ những niềm vui hân hoan và cũng chẳng thiếu vắng nỗi muộn sầu. Nhiều người ví cuộc đời như hành trình đi qua những hoang mạc khô cằn, ai ai cũng khát khao tìm dòng nước mát cho sự sống thân thể và tâm hồn. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người đàn bà bên giếng nước sẽ mang đến cho chúng ta bài học về sự đối mặt với thực tại và lòng yêu thương con người của Chúa. Trong vùng Samari có một ngôi làng nhỏ nằm giữa Galilee và Jude. Giống như bao thôn quê hẻo lánh, dân làng nơi đây phải làm việc quanh năm suốt tháng mới đủ ăn. Ở giữa làng có một cái giếng cổ ngàn năm tuổi là niềm tự hào của tất cả người dân trong làng. Cứ đều đặn mỗi buổi trưa, khi sự oi nóng khiến bất cứ ai cũng chọn ở trong nhà, lại có một người phụ nữ tội nghiệp ra giếng lấy nước. Ở một nơi có khí hậu nóng nực như Samari, việc một người phải đi lấy nước khi mặt trời lên đỉnh đầu chắc hẳn phải có lý do khó nói. Một ngày, Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài có chuyến hành trình đi qua Samari. Đến buổi trưa, đoàn người cũng đã thấm mệt. Chúa Giêsu dừng chân nghỉ ngơi bên một giếng nước, còn các môn đồ vào làng để mua đồ ăn. Lúc này, có một người phụ nữ Samari đến bên giếng múc nước. Chúa đã nhìn thấy tâm hồn đang nặng trĩu những ưu tư của người phụ nữ kia. Khi bà vừa cất được một gáo nước, Chúa Giêsu cất tiếng nói: "Xin bà cho tôi uống nước." Người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên, bởi bà là một người phụ nữ Samari, còn người đang nói chuyện với bà lại là người Do Thái. Vốn dĩ phần đông người Do Thái không thích người Samari. Trước sự ngạc nhiên của người phụ nữ, Chúa Giêsu nói tiếp: "Nếu bà biết được ai đang xin bà cho nước uống, thì chính bà chắc sẽ xin người cho bà uống nước sự sống." Người phụ nữ hỏi ngược lại: "Thưa ông, giếng nước này sâu và ông còn không có được một cái thùng nữa. Vậy ông múc đâu ra nước sự sống đó?" Chúa Giêsu giải thích rằng: "Nếu bà uống nước giếng này, bà sẽ lại thấy khát. Nhưng nước tôi cho có thể khiến một người sống đời đời. Nghe đến thứ nước uống vào sẽ không bao giờ khát. Người phụ nữ xin Chúa hãy cho bà được uống nước thần thánh đó. Bà không biết loại nước đó là gì, chỉ nghĩ rằng nếu được uống nó, bà sẽ không phải ra giếng mỗi ngày nữa. Hãy gọi chồng bà ra đây," Chúa nói. Người phụ nữ chẳng suy nghĩ mà đáp lời ngay: "Thưa Ngài, tôi không có chồng." Chúa Giêsu chẳng hề bất ngờ. Ngài bắt đầu nói rằng bà đã có 5 đời chồng, và người đàn ông mà bà đang sống chung cũng chẳng phải chồng của bà. Đó cũng chính là lý do bà phải đi lấy nước vào giờ chẳng giống ai. Cũng chỉ vì nỗi tủi hồ nên phải né tránh những ánh nhìn dò xét của mọi người. Người phụ nữ bắt đầu nể phục và kính sợ. Bà nhận ra Chúa đang nói về tâm linh và những vấn đề cao siêu. Khi Chúa khẳng định Ngài chính là Chúa cứu thế, bà vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy đi báo tin cho mọi người trong làng biết để đến xin nước sự sống. Người trong làng kéo nhau ra gặp Chúa và có nhiều người tin Ngài. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã vượt qua những nghi kỵ về chủng tộc và sự kỳ thị nam nữ.
Ngài bày tỏ tình yêu thương không phải bằng những lý thuyết cao siêu mà bằng hành động đời thường. Ngài bắt đầu câu chuyện bằng điều cụ thể, dùng nước giếng để nói về linh hồn như sa mạc khô cằn của người phụ nữ Samari. Bà không thể thay đổi thế giới khô cằn của bà, Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa đề nghị thay đổi chính bản thân bà. Việc thay đổi nhận thức từ bên trong khiến con người tự tin để bắt đầu với những thử thách mới trong cuộc sống. Cũng như người phụ nữ Samari, từ khi tin nhận Chúa, bà đã vượt qua được rào cản của sự mặc cảm. Bà không trốn tránh ánh nhìn của những người xung quanh, mà còn hăng hái đi nói cho mọi người rằng Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế mà họ đang trông đợi.